tiếp tục qua việc anh chị ơi. Đây là căn nhà nằm trong khu dân cư. Cho đây là phường An Phú, thành phố Thuận An quý chị ạ. Căn nhà hôm nay review cho anh chị mình là một khu dân cư rất là đẳng cấp luôn quý chị. Hiện tại bây giờ ở kín rồi quý chị theo. Đó, toàn nhà lầu, toàn một trệt và hai tầng lầu quý chị nha. Đường trước nhà hạ tầng là đường rải nhựa, lọt lòng là 7m, vỉa hè mỗi bên 3m là 13m tổng, thì khu dân cư thì đa số là như vậy quý chị. Vị trí là phường An Phú, thành phố Thuận An, ngay vòng xoay An Phú và gần với khu công nghiệp V-Ship 1 quý chị. Đây này. Căn nhà hôm nay em Hải review cho anh chị mình là một căn nhà xây mới quý chị nha. Ngang 5 nha, dài 15.5 nha. Tổng là 78m² và thổ cư hết, sổ hồng riêng. Anh chị mình xem xong video này nếu mà thích mình có thể công chứng chuyển nhượng sang tên luôn nếu anh chị mình muốn quý chị nha. Đó. Thì đây là một trong những cái bất động sản mà hiện tại bây giờ gia chủ đang cần bán gấp ha. Giá cả thì mình có thể gặp trực tiếp chủ nhà nếu anh chị mình muốn. Đấy. Hôm nay em sẽ đi vào chi tiết để anh chị mình tham khảo. Đây quý chị. Đó. Nhà nằm trong khu dân cư được quý chị. Quý chị thấy không? Vỉa hè hạ tầng đầy đủ quý chị ha. Điện âm nước máy nha, khu dân cư quy hoạch chuẩn nha. Ở đây toàn nhà lầu không quý chị thấy không? Toàn một trệt hai tầng lầu này. Thì căn nhà hôm nay em review cho anh chị mình cũng là một căn nhà hai tầng lầu. Đây, một trệt và hai tầng lầu, nhà xây mới 100%. Sổ sách giấy tờ đầy đủ, anh chị mình xem xong video nếu mà thích có thể ra phòng công chứng và công chứng ngay quý chị nha. Đấy. Nhà thiết kế theo kiểu hiện đại quý chị, ở phía ngoài là mặt chữ A nha. Rất là đẹp quý chị ha. Nhà mình hướng đông nam dành cho anh chị nào mà đông tứ trạch quý chị ơi. Đó, vỉa hè 3m đâu quý chị. Đó. Thì đây là một cái lợi thế đó quý chị. Nhà mình ở cuối đường thì mình ở rất là yên tĩnh quý chị nhá, không có phiền tới ai nhá. Đó quý chị ha. Chỉ cách một căn nhà là tới nhà của mình rồi quý chị. Đó, thì đây cũng là một trong những cái điểm cộng mà có rất là nhiều anh chị đặt vấn đề để tìm những căn nhà như thế này, thì đây là một trong những căn nhà mà có một cái vị thế rất là yên tĩnh để mình có thể ở quý chị nhá. Những căn nhà này ở rất là tuyệt vời quý chị ha. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết căn nhà này. 4 tỷ rưỡi mình có thể gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng nếu anh chị mình muốn nha. Giá cả thì thương lượng chính chủ, giá chính chủ, gặp trực tiếp chủ nhà nếu anh chị mình muốn. Vỉa hè 3m cho căn nhà của mình, nhà ngang 5m và dài 15.5 quý anh chị nhá. Tổng căn này là 78m² và thổ cư hết, thổ cư 100%. Rồi. Tầng trệt nhà mình quý anh chị, kết cấu nhà này quý anh chị. Tầng trệt thì sẽ phía trước sẽ có một khu vực sân này và khu vực phòng phòng khách của nhà mình đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết để toàn thể quý anh chị tham khảo nhé. Anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để tiếp tục theo dõi các video mới, đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng, vân vân. Tất cả những bất động sản đang chào bán trên thị trường thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bên em có rất là nhiều nhà đất để ghi hình và gửi tới cho toàn thể quý anh chị tham khảo, nên là anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải nhé. Rồi. Nhà xây mới thì giống như em nói là quý chị, ở cuối là nhà vệ sinh, chỗ đó là nhà bếp, nhà ăn của mình, khu vực cầu thang ở dưới căn nhà của mình đây ha, và chỗ đây là phòng khách của mình quý chị. Đây, khu vực phòng khách gia chủ tặng cho mình một bộ bàn ghế ở phòng khách đó quý chị. Chỗ đây là sân trước của nhà mình đó quý chị. Đó, căn nhà của mình thì có một cái lợi thế giống như em nói nhá. Thứ nhất là nhà nằm trong khu dân cư yên tĩnh và thứ hai là ở cuối đường nên là mình ở rất là yên tĩnh quý chị. Cái lượng người qua lại không có nhiều ha. Đó thì nó sẽ phù hợp cho anh chị nào mà thích một cái không gian mà nó yên tĩnh ha. Đó thì mình có thể tham khảo căn nhà này quý chị nha. Nhà hướng đông nam giống như em nói nhá, anh chị nào đông tứ trạch rất là hợp với căn này. Đấy. 4 tỷ rưỡi là giá chủ đưa ra luôn, mà chủ nói rồi, gặp trực tiếp chủ đàm phán nếu anh chị mình muốn nhá. Giá cả mình còn thương lượng thoải mái cho anh chị mình thiện chí. Ở bên đây đúng quý chị, hai bên tường này, hai bên tường thì ở giữa này, ở giữa thì gia chủ có sử dụng một cái tấm PVC này, cái này là vân đá đúng quý chị. Nó rất là đẹp đúng quý chị ha, làm cho căn nhà mình nó sáng ra. Hai bên đúng quý chị, hai bên thì sử dụng các cái thanh lam sóng cũng rất là đẹp đúng quý chị ha. Đó, ở trên tầng thì đóng thạch cao, có quạt trần đầy đủ quý chị nhá. Cái đèn mà nó nháy nháy là cho em quay thì nó nháy vậy thôi, ở ngoài nó không có nháy đâu ha. Đây quạt trần nhà mình này, đó, rất là mát cho khu vực phòng khách của nhà mình nha. Em quay như thế này là rất là chi tiết rồi, nên là anh chị này hãy đăng ký kênh của em Hải để mình theo dõi các video một cách chi tiết nhất có thể. Anh chị nào mà không có thời gian đi xem á, mình có thể xem trước video anh chị nha. Đó. Nếu mà mình thích thì mình có thể hẹn em Hải ở khu vực vòng xoay An Phú hoặc khu công nghiệp V-Ship 1 hoặc chợ Đông Đô. Căn nhà mình gần chợ Đông Đô quý chị, 500m thôi, gần trục đường DT743. Cái trục đường DT743 mà vừa mới mở rộng đó quý chị, kết nối từ khu vực ngã tư Miếu Ông Cù mà chạy thẳng về khu công nghiệp Sóng Thần và chỗ cầu vượt Sóng Thần đó quý chị, của thành phố Thủ Đức đó. Đó. Nhà mình nằm trên cái đường DT743 đó quý chị nhá. Rồi, ở phía sau được quý chị, giếng trời về nhà vệ sinh. Đây, giếng trời phía cuối nhà này quý chị. Chỗ đây ha. Nói chung mấy căn nhà mà thiết kế mà cái trên trời này rất là mát quý anh chị ơi, mở cửa ra là mát rượi luôn rồi ha. Đấy. Khu vực nhà vệ sinh nhà mình đây là bô gương soi để phía ngoài này quý anh chị, rất là thuận tiện để cho mình có thể đi vệ sinh nhá. Đó, còn khu vực bồn cầu ở phía trong là quý anh chị ha. Đây nhà vệ sinh này. Ở trong đây thì gạch dán tới trần luôn quý anh chị nhá, gạch dán tới trần luôn nhá. Đó thì đây là một trong những căn nhà xây mới 100% em Hải đang ghi hình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để anh chị mình tham khảo. Khu vực bếp nhà mình đây, bếp trên bếp dưới đầy đủ luôn quý anh chị. Rất là đẹp đúng không chị, nhà xây mới hết và nội thất đồ nhà mình là mới hết, mới 100%. Ngoài căn nhà này ra thì bên em chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bất động sản khác đúng không chị ạ. Có rất là nhiều luôn, đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng nhiều lắm quý chị ơi. Tất cả những bất động sản đang chào bán trên thị trường là bên em đều có quý chị ạ. Đấy, phân khúc giá cũng rất là đa dạng, từ giá rẻ, giá cao, giá vừa, nói chung là phù hợp với toàn thể quý chị mình nhau quý chị nhá. Nên là anh chị nào mà có nhu cầu thì mình cứ liên hệ cho em Hải nhá. Đấy,
Thế bây giờ em sẽ di chuyển lên khu vực tầng lầu để cho anh chị mình tham quan với căn nhà này một cách chi tiết hơn. Khu vực lầu 1 trước đi quý anh chị ha. Đây ạ. Lầu 1 được quý anh chị. Lầu 1 sẽ có cho mình hai khu vực phòng ngủ quý anh chị nha. Hai phòng ngủ và phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh bên trong. Phòng ngủ này thì rộng. Như này đủ rộng không quý anh chị? rất là rộng luôn quý chị ơi. Đây nha, quay sơ anh chị mình xem này. À, trải dài như thế này quý chị. À, rộng rãi nha. Kinh khủng luôn. Đấy. Phía trước đây có một cái ban công nhỏ nhỏ quý chị ha. Phòng ngủ ở phía trước này là có ban công, có cửa sổ thoáng lắm quý chị nha. À, rất là ok quý chị. Đây. Em đang ở lầu 1 và đây là phòng ngủ số 1 đang được ghi hình để cho anh chị mình tham khảo. À, nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Nói chung những căn nhà bây giờ thiết kế là phải có nhà vệ sinh bên trong thì rất là hay quý chị ha. Thuận tiện. Đấy. Đây. À, khu vực nhà vệ sinh mình quý chị. Rồi, tiếp tục phòng ngủ tiếp theo là đó quý chị nha. Còn đây sẽ có một cái nhà vệ sinh dùng chung. Đây nha. Nhà vệ sinh dùng chung ở khu vực lầu 1 được quý chị. Ngoài khu vực nhà vệ sinh riêng ra thì sẽ có một cái khu vực nhà vệ sinh chung nữa quý chị này. À, khá là ok. Đấy. Ở cái khu vực cầu thang, cái khu vực hành lang này cũng tương đối rộng này, làm cho căn nhà mình rất là thoải mái và rộng rãi này quý chị. À, nói chung căn này ở là bao đẹp luôn quý chị nhá. Ở cuối đường rất là yên tĩnh, ở là rất là đẹp. Phòng ngủ số 2 khu vực lầu 1 của nhà mình. Đây. Quý chị có cửa sổ nha. Cái cửa sổ đó là mở ra rất là thoáng quý chị. Ở sau đây này, sau đây sẽ có một cái giếng trời được quý chị. Đây. Cửa sổ nhà mình mà mở ra đây quý chị. À, ra cái sân sau này, ra cái sân sau à. Sân này mình giặt phơi đồ được luôn anh chị nhá. À, nếu mà anh chị mình ở lầu 1 rồi, chỗ này mình có khu vực giặt phơi đồ luôn này, giếng trời này. Đó ha. Ở sau đây dựng khung sắt hết rồi quý chị ơi, lợp tôn và chống mưa chống nắng hết rồi quý chị nhá. Đó mình có thể giặt phơi đồ đây bao đẹp luôn ha. Rất là thuận tiện quý chị nhá. À, bên đây nhà bên đây có một lầu thôi này. À, căn nhà hàng xóm nhà mình ở phía sau có một lầu thôi. Còn căn nhà em Hải đang ghi hình cho anh chị mình là hai lầu quý chị nhá. Hai tầng lầu, một tầng trệt, nhà xây mới. 7-8 m² và thổ cư hết. Căn này 4,5 tỷ gặp trực tiếp chủ nhà nếu anh chị mình muốn. Nếu anh chị mình xem xong video mà thấy thích. Vị trí em sẽ sơ lược lại một chút xíu nữa quý chị. Nằm trên trục đường DT743, gần đường Phan Đình Giót, gần chợ Đông Đô. Đấy. Thì những cái vị trí mà em Hải vừa nêu tên nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 400-500 m bắt đầu quý chị nhá. Đấy. Rất là gần quý chị ha. Đây. Rồi lầu 2. Lầu 2 của quý chị. Xíu nữa mình sẽ đi lên khu vực phía trên sân thượng nữa quý chị nhá. Đây, lầu 2 của quý chị. À, lầu 2 sẽ có một cái nhà vệ sinh dùng chung này. Đây, nhà vệ sinh ở phía ngoài ở phía dưới này quý chị. Đây là khu vực nhà vệ sinh dùng chung cho khu vực lầu 2 của nhà mình này. Đó. Mấy nhà vệ sinh này đều được dát gạch lên trên trần hết rồi quý chị. Đó, rất là sạch quý chị nhá. Này thứ nhất là sạch sẽ, dễ vệ sinh và thứ hai là chống thấm. Rất là ok luôn quý chị ha, khu vực nhà vệ sinh. Thêm một cái phòng ngủ. Lầu 2. Phòng ngủ số 3, khu vực lầu 2 quý chị. Rồi. Cửa sổ luôn. Đây. Mở cửa ra là mát quý chị. À, mấy căn nhà mà mấy cái phòng ngủ mà auto có cửa sổ là mát không quý chị? Căn này có hẳn hai cái cửa sổ. À, phòng ngủ này có hẳn hai cái cửa sổ. À, gia chủ có đi sắn ống đồng hết rồi quý chị. Về mình chỉ việc lắp máy lạnh vào đây quý chị nhá. À, trần trống thạch cao hết nha. Tông màu chủ đạo, màu tường của nhà mình là màu trắng nhá. À, màu trắng này rất là hài hòa, phù hợp với nhiều quý chị ha. Còn ngoài ra nếu anh chị mình thấy cái màu sơn là mình không thích mình có thể đổi được nhá. À, em sẽ yêu cầu bên gia chủ sẽ đổi màu cho mình nếu mình thích ha. Còn về nguyên bản thì nó như vậy thì nó vẫn hay hơn quý chị ha. Đấy. Rồi cái nhà vệ sinh chung này thì quay rồi quý chị nhá. Em đang khu vực lầu 2 nhá. Xíu nữa em lên sân thượng nha anh chị mình xem nhá. Rồi, thêm một cái phòng ngủ số 4 đâu quý chị. Đấy. Vậy là em đang có mặt khu vực lầu 2 rồi và đã ghi hình được 4 cái phòng ngủ rồi quý chị ha. 4 cái phòng ngủ rồi anh chị nhá. Có cửa sổ hết quý chị nhá. Đây, phòng ngủ có cửa sổ đây. Đây phòng ngủ mình nha. Đó. Phòng thờ, chỗ này phòng thờ và ban công ở phía trước, ban công nhỏ. Đây phòng thờ tương đối rộng này. Phòng thờ này rộng lắm nha. Đó. Anh chị nào mà đang cần tìm một căn nhà có phòng thờ rộng mình có thể tham khảo căn nhà này. Đó. Rộng rãi thoải mái hướng đông nam. Đây, quý chị ha. Ban công đó ha. Đó. Rồi bây giờ mình di chuyển lên khu vực sân thượng đi quý chị ơi. À, ngoài ra nhà mình gần với vòng xoay An Phú và khu công nghiệp V-Ship 1, chỗ đây là phường An Phú, thành phố Thuận An. Chỗ đây gần Phan Đình Giót, gần đường Phan Đình Giót, gần đường DT743 và gần với chợ Đông Đô quý anh chị nhá. Xuống vòng xe An Phú khu công nghiệp V-Ship 1 thì tầm 1 km. Sân thượng nào quý chị. À, nhà có sân thượng là đẹp rồi quý anh chị ha. À, auto đẹp quý anh chị. Sân thượng đây. Sân thượng này ở phía sau, chỗ đó mình để máy lạnh quý anh chị ha. Máy lạnh mình để lên trên này luôn cho nó đỡ ồn. Đây quý anh chị này. Hàng xóm xung quanh nhà mình quý anh chị. Ở kín hết đấy nha. Khu dân cư này đô thị hóa hết rồi, ở kín hết rồi. Đấy, chỉ còn sót lại một số lô đất nữa thôi quý anh chị ạ. Gần như là toàn nhà lầu hết rồi quý anh chị. Ở đây vô sướng quý anh chị ạ, tiện ích đầy đủ nha. Bước ra đầu đường có chợ luôn nha. Sân thượng phía trước rồi quý anh chị. Đó, rất là đẹp quý anh chị. 4,5 tỷ thương lượng. À, giá nãy giờ vẫn
trao đổi với anh chị mình một số lần trên video rồi đó. Giá cả thì thương lượng chính chủ, anh chị yên tâm, có hỗ trợ ngân hàng nên anh chị yên tâm nha, thương lượng nha. Đường trước nhà nha, đó, rất là đẹp quý anh chị nha. Đây, nhà mình ở cuối đường này nên là mình để ô tô cũng không có phiền tới ai đâu quý anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Đó, yên tĩnh nha quý anh chị nha, toàn nhà lầu nha. Rồi anh chị yêu thích căn nhà này thì mình vào việc luôn, liên hệ trực tiếp ngay cho em Hải ha, đi xem nhà nha, sổ sách giấy tờ đầy đủ anh chị nha. Đó, được thì mình vào việc luôn nha. Rồi em Hải chào, thân chào anh chị. Hẹn gặp anh chị trong các video mới, những video tiếp theo của em Hải. Em xin chào.